Tập 25. Tôi Ôi, báo án. Chào Lê cậu. Hoa. Cậu có Chào việc Lisa. gì? Tôi Chào tìm Lê. người. Tìm Chào ai? Lê. Sao Chào lại là anh Lê. ta nữa vậy? Nhìn Chú chào gặp người trong Lê. ảnh rồi sao? Người Chào này mất tích 20 năm rồi, Lê. đúng không? Đúng Chào vậy, vậy chú mau cho tôi biết người này ở đâu được không? Xin lỗi, tôi không biết. Vừa rồi chú nói lại là anh ta. Chứng tỏ chú từng gặp người trong ảnh rồi phải không? Là thế này, hồi nãy có một cô gái đến, cô ấy cũng hỏi vấn đề y như cậu. Cô gái sao? Thưa cô, món của cô lên đủ rồi, cô ăn ngon miệng. Phục vụ, cho tôi chai nước. Thưa cô, nước của cô đây ạ. Uống cái này đi. Hôm nay cô nhất định phải uống hộp sữa này. Đó là sự tôn trọng đối với nhiệt độ cơ thể tôi. Em đến đây một mình làm gì vậy? Không liên quan đến anh. Không liên quan đến anh. Em bỏ mặc em mà được sao? Em có biết anh không muốn liên lụy đến em nên mới chia tay em không? Vì muốn giúp anh tìm người mà em còn để mất cả việc làm. Việc của em không liên quan đến anh. Anh cứ phải can thiệp đó. Anh không can thiệp em sẽ làm bừa. Phục vụ. Có ngay ạ. Cô cần gì ạ? Hai chai bia lạnh nhé. Dạ. Không lấy hai chai bia. Mang lên cho tôi ngay. Dạ dày cô ấy không tốt, không được mang lên. Tôi không quen anh này. Cô ấy là bạn gái tôi. Mọi việc của cô ấy do tôi quyết. Anh chị cứ nói chuyện với nhau. Khi nào nói xong rồi hẳn gọi tôi nhé. Anh sai rồi Đồng Vi. Em đừng tự hành hạ mình nữa, được không? Hôm trước anh ở nhà Thần Hy chỉ là muốn lợi dụng cô ấy, khiến em từ bỏ, quay về sống cho thật tốt. Nhưng anh không ngờ anh vẫn liên lụy đến em. Anh vĩ đại thật. Có phải em nên cảm ơn anh không? Ông chủ tính tiền. Em đừng giận nữa được không? Anh thì có gì đáng để em giận? Chúng ta chia tay vui vẻ. Anh đừng đến đây quấy rầy em nữa. Em bỏ ra. Em không bỏ. Cả đời này anh cũng sẽ không buông tay em nữa đâu. Tạ Hiểu Phi. Tình cảm không phải là thứ anh muốn thế nào thì thấy đó đâu. Anh luôn miệng nói là muốn tốt cho em. Em không chấp nhận. Anh đừng có theo em nữa. Ở đây còn phòng nữa không? Có. Chỗ chúng tôi có nhiều phòng lắm. Có phòng đơn và phòng tiêu chuẩn. Phòng đơn. Em đã bảo anh đừng đi theo em nữa rồi mà. Bây giờ em thất nghiệp, anh phá sản. Chúng ta buộc phải chia ly từng đồng. Một phòng đơn giường lớn, cảm ơn. Cho tôi một phòng đơn. Hai người đứng quấy đó à? Bàn nhau xong rồi quý. Không cần bàn đâu. Cứ cho tôi một phòng đơn. Phòng của cô đi từ đây lên. Cậu thanh niên à, cậu thô bạo quá. Theo đuổi con gái không như vậy đâu. Phải như đun canh gà vậy, làm từ từ. Cô ấy là bạn gái của tôi mà. Đặt sẵn cả đám cưới rồi. Chỉ có chút hiểu làm nhỏ thôi. Tôi hiểu rồi. Đây là chìa khóa phòng cậu. Lát nữa từ đây lên. Ngay xác chết cô ấy.
Các cụ nói rất hay, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, tình nhân trẻ mà, tuyệt đối đừng giận dỗi qua đêm. Tôi biết rồi chị. Tôi phải dặn dò cậu nhé, chỗ tôi là nơi công cộng, phải dỗ dành, đừng có mà làm căng, tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng người khác. Được, cảm ơn chị. Ai đó? Có ai không? Tạ Hiểu Vi, anh đừng có như ma ám nữa, được không? Thế nào là như ma ám? Anh đã chết đâu, anh là người dương. Nếu anh còn làm vậy, là em gọi 110 báo cảnh sát bắt anh đó. Trả phòng sớm vậy à? Tôi còn có việc. Không đi cùng với bạn trai cô sao? Đó không phải bạn trai tôi đâu. Cảm ơn chị. Tạm biệt. Thanh niên bây giờ khó hiểu quá. Sao không nói tiếng nào mà đã bỏ đi vậy? May mà có bác gái tuồn tin cho anh. Anh đến cả chút tôn nghiêm tối thiểu cũng mất hết rồi sao? Đừng bám theo em nữa, thuốc cao da chó. Thuốc cao da chó tuy hơi khó nghe nhưng có thể chữa bệnh mà. Anh dính lấy em là em sẽ dễ chịu mà. Em không dễ chịu. Em từng nói sẽ không để anh lang thang đầu đường một mình rồi mà. Em xem bây giờ anh chỉ một mình, đáng thương lắm. Còn đáng thương hơn cả mấy con vật nhỏ nữa. Anh đáng thương chỗ nào? Anh có cả biệt thự to để ở còn gì. Anh không ở biệt thự, anh ở nhà em thôi. Anh bỏ em ra. Anh không bỏ. Anh lớn đến từng này chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy cả. Hồi trước lúc anh còn là đại thiếu gia, vì luôn có hào quang bao phủ, mà anh vừa xấu tính vừa tự đại. Cho đến khi ba anh ngã xuống, là bạn bè xung quanh đều lực lượng rời bỏ anh. Lúc đó anh mới biết thực ra mình bất tài lắm. Vậy thì anh khiêm tốn quá rồi. Uống rượu đánh nhau dở thói vô loại, chẳng phải anh đều giỏi hết sao? Anh biết em muốn mắng anh. Em mắng anh thế nào cũng được. Em mắng đi. Thực ra hôm trước ở nhà Triệu Thần Nghi, em bắt gặp anh là anh đã chuẩn bị đi rồi. Nhưng lúc đó thấy em hiểu lầm nên anh nghĩ em rời xa anh cũng tốt. Triệu Thần Hy nói đúng. Cậu ấy với anh mới là người thuộc cùng thế giới. Chỉ có cậu ấy mới giúp được anh thôi. Không, anh cần một người quản anh, mắng anh, giúp anh mạnh mẽ lên. Nếu như anh không thay đổi được chính mình, thì dù có giành được Tạ Thị cũng vẫn sẽ tái diễn lại vấn đề tương tự thôi. Một thằng đàn ông không chịu nổi đả kích, không chịu nổi trắc trở, thì không thể nào quản tốt công ty. Nên anh xin em hãy tha thứ cho anh. Thực sự chỉ có những lúc ở cùng em, anh mới có thể ngày càng tốt lên. Em đừng từ bỏ anh được không? Em không giỏi như anh nói đâu. Sau này anh đừng bám lấy em nữa. Đồng Vi à, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Cái váy cậu mua hôm qua đẹp mà, sao hôm nay không mặc? Mình mua phải sale to, cậu nhắc mình mới nhớ. Mình phải trả hàng ngay thôi. Bây giờ mình ra ngoài, cậu kiếm đâu ra chuyển phát nhanh mà trả? Cậu khờ à, mua sắm online đều có thể tới tận nơi trả. Chắc là một lát thôi. Là anh giao hàng tới đó. Mình còn chưa về nhà mà. Cuối cùng mình đã hiểu.
khoảng cách giữa mình và nữ thần rồi. Nằm ở tính nhanh khi trả hàng. Điềm Điềm, ai cho anh đến trường tôi? Anh là loại đánh không sợ, chửi không đi phải không? Giữa chúng đông người, cô đánh tôi làm gì? Ảnh hưởng hình tượng người đẹp lắm đó. Điềm Điềm, bạn trai cậu à? Đẹp trai phết mà. Cậu đừng nói linh tinh, mình không quen anh ta. Nếu cô còn nói không quen tôi thì tôi sẽ nói bí mật nhỏ của cô ra cho cả trường biết đó. Anh, đi đi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Mau. Anh kia là ai vậy? Mình không biết. Chắc bạn trai Điềm Điềm thôi. Mình thấy có vẻ giống, nhưng cậu ấy không nhận. Mình thấy đúng mà, chắc ngại thôi. Mọi người nói chuyện gì đó? Tôn Hạo, tối nay cậu biểu diễn phải không? Tôi đi ủng hộ cậu nhé. Được thôi. Cái lão đi cạnh Điềm Điềm là ai vậy? Bạn trai cậu ấy. Thường ngày cậu ấy đánh đá thế thôi. Bạn trai cậu ấy đẹp trai ra phết. Chị Điềm Điềm nè. Ừ, lon nước này tôi mời chị uống đó. Dù cậu xin chị cô tha thứ thế nào rồi? Não anh bị hỏng hả? Anh phạm tội lớn tày trời đó. Còn muốn tôi giúp anh? Đừng hòng. Tôi nói cô nghe nè, vụ đó hoàn toàn là một hiểu lầm. Thôi vậy, trẻ ranh như cô, có nói ra cũng không hiểu đâu. Thế này đi, cô cứ nói cho tôi biết chị cô thích gì là được. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Dựa vào việc tôi là anh rể cô đó. Cô tự nghĩ xem, tôi với chị cô đến với nhau là chị cô hạnh phúc. Chị cô hạnh phúc rồi thì cô cũng sẽ được hạnh phúc còn gì. Vậy có phải tôi sẽ khiến cả hai chị em cô cùng hạnh phúc không? Anh nghĩ anh vẫn còn là một công tử nhà giàu hả? Một thằng nghèo chỉ mời nổi tôi một lon coca, có thể trao hạnh phúc gì cho chị ấy? Làm người là phải biết nhìn xa trông rộng chút, phải không nào? Anh cô chỉ đang nhất thời thất thế thôi. Biết đâu ngày nào đó tôi lại trở mình, sẽ không bạc đãi cô đâu. Chẳng phải anh có cô tiểu thư nhà giàu đó rồi sao? Anh còn về đây tìm chị tôi làm gì? Tôi đã nói với cô rồi còn gì. Đó là một hiểu lầm. Trong lòng tôi chỉ chứa được một mình Đồng Chi. Tôi chỉ yêu cô ấy. Hai người hài hước thật. Một người thì không lọt mắt thiên kim đại tiểu thư, một người thì không thèm luật sư nổi tiếng. Sốt sắng cho trí não của hai người ghê. Nhưng nhắc mới nhớ, cô nghĩ kỹ lại xem. Bây giờ tôi xa xuất rồi mà thiên kim đại tiểu thư đó vẫn luôn ngừng tán tôi. Chẳng lẽ vậy vẫn chưa đủ nói lên tôi có giá trị đầu tư sao? Phải không nào? Được, chờ anh đổi đời rồi tính sao. Còn tranh con này, sao cô thực dụng thế hả? Cô sao hả? Cô còn thực dụng đó. Tôi thực dụng thì sao? Tôi đánh. Cô dọa tôi đấy à? 10 tệ phải không? Phải. Bạn ơi, nước của bạn thì thối lại nữa. Cô đánh hai gì hả? Anh còn động vào tôi. Cô Điềm Điềm, cô đừng giận chứ. Điềm Điềm, Điềm Điềm xinh, em gái Điềm Điềm, Điềm Điềm, sao anh cứ như cái kẹo mè sửng vậy, phiền chết được. Cô biết không, có câu nói gì mà có công mài sắc có ngày đên kim, một ngày gì mà dừng. Hoa kiểu mấy anh đừng có dùng bừa thành ngữ Trung Quốc được không? Điềm Điềm, ở đây có cái ghế, cô ngồi xuống đã. Cô ngồi xuống đây nghe tôi nói. Điềm Điềm, tôi xin cô thật đó, cô giúp tôi một chút được không? Tôi chỉ nói với anh một điểm. Anh mà muốn giành lại trái tim chị tôi thì cứ như con chó buôn, thế này không được đâu. Anh hiểu không vậy? Chị ấy buồn không phải vì anh ở cùng người khác đâu. Chị ấy bảo chị ấy thích anh là vì thấy anh dũng cảm, gan dạ. Nhưng lần trước anh tỏ ra hèn mọn vậy khiến ảo tưởng chị ấy dành cho anh tan dở rồi. Tôi có hèn mọn đâu. Không phải anh nghĩ không có thì là không có. Bây giờ chị ấy thấy anh cứ gặp khó khăn một cái là chùng chân, sợ sệt, không nam tính. Anh hiểu không? Không nam tính. Vậy vì cô ấy nói tôi nên làm thế nào? Tôi nói rồi, cứ như con chó buôn không được đâu. Phải như ngao Tây Tạng. Ngao Tây Tạng anh biết không? Phải ác được chị ấy. Ngao Tây Tạng, anh có hiểu không vậy? Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ngao Tây Tạng, cái con to đùng đó phải không? Tôi biết.
À phải rồi, tôi muốn tìm một chỗ để nghỉ chân. Tôi ở một mình, cô giúp tôi được không? Được. Tôi biết Điềm Điềm tốt bụng nhất mà. Tôi lên mạng lựa cho anh nhé. Anh muốn chọn kiểu nhà thế nào? Kiểu như tôi thì trước tiên giao thông phải thuận tiện, kế đó là thiết bị trong nhà phải đầy đủ, sau đó phải sạch sẽ. Tóm lại phải là cái kiểu mà ở chỗ nào cũng thoải mái ấy. Cô thấy có phải không? Lắm chuyện. Căn này trông được nè. Căn này nha. Cô xem căn này còn không to bằng nữa. Căn của tôi ở New York. Nhà ở New York của anh rộng bao nhiêu? Tóm lại là to lắm. Anh nghĩ liệu anh có hy vọng giành lại cơ ngơi không? Làm gì? Nếu anh mà ngóc đầu trở dậy được thì thái độ của tôi dành cho anh sẽ tốt hơn một chút. Con ranh này suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Anh thấy nhà này thế nào? À thì chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng thì vẫn đầy đủ. Được rồi, căn này trả 3 tháng cọc 1 tháng, tiền thuê mỗi tháng là 6.500 tệ, tổng cộng là 26.000 tệ. 26.000 tệ à? Điềm Điềm nè, cô hay là cô cho tôi dây tạm ít đi. Anh muốn dây bao nhiêu? Hơn 10.000. Sao anh không dây tôi 20.000 luôn? Làm tròn có phải tốt không? Được không? Được cái đầu anh đó. Kiểu như anh mà còn đòi cao sang đẳng cấp. Không thì cô nói xem tôi nên chọn căn thế nào đây? Anh phải biết giờ anh đang là một thằng nghèo. Căn này vô cùng hợp lý, có hai phòng ngủ, ở ghép với người khác. Ở ghép là sao? Tức là có hai khách thuê, mỗi người một phòng. Phòng khách, các thứ thì dùng chung. Dùng chung? Thế thì tôi mất hết riêng tư rồi còn đâu. Đàn ông đàn an như anh cần riêng tư làm gì chứ? Anh còn kém chọn nữa là tôi đi đó. Thế thì ở đây đi. Nặng quá, cô cầm giúp tôi đi. Có tí đồ thế này mà anh không bê nổi hả? Tự bê đi. Ra đây. Tôi họ Đồng, tôi có hẹn trước đứng xem nhà đó. Mời vào. Đây là anh rể tôi. Tôi đưa anh ấy đến xem nhà. Anh ấy ở à? Con trai, giờ là không tiện lắm. Tiện mà tiện mà. Cô yên tâm, anh rể tôi ở nước ngoài về, ưa sạch sẽ, còn có văn hóa, tuyệt đối không gây phiền toái cho cô đâu. Anh rể nhỉ? Phải. Thực ra không phải có mỗi mình anh rể tôi ở đâu. Sau này chị tôi cũng sẽ chuyển vào nữa. Chị tôi làm ở tổ chức đàm phán thương mại quốc tế, là giám đốc. Hai người có thể làm quen với nhau. Tổ chức đàm phán thương mại quốc tế. Cô chỉ CAA à? Đúng rồi, đúng rồi. Cô cũng biết công ty đó hả? Cô Đồng, cô gái này họ Đồng. Cô ấy nói chị mình làm ở CAEA. Lẽ nào cô ấy là em gái của Đồng Vi? Thế anh này, cô Trương, cô không ý kiến gì chứ? Tôi muốn xây phòng ngủ. Phòng ngủ ở đâu? Anh đi đến cuối rẽ trái. Có cần tôi đưa anh đi xem không? Không cần đâu. Vậy cô ngồi đi. Cô có uống nước không? Tôi rót nước cho cô nhé. Thôi không cần, không cần. Chị à, chị ngồi xuống đi. Chị à, da chị đẹp thế này là vì dùng mặt nạ này phải không? Vậy có thể cho em một miếng không? Cảm ơn. Điềm Điềm, đây đây. Vì chết được. Sao thế? Tôi không ở đây có được không? Anh có mấy đồng bạc đó, anh còn muốn ở đâu?
Anh phấn chấn lên được không? Phải tìm ra cảm giác bá đạo từ giữa cảnh khốn cùng. Đàn ông đàn an như anh mà suốt ngày than ngắn thở dài, kêu ca này nọ. Chị tôi ghét nhất là loại đàn ông thiếu chí khí như vậy đó. Tôi gặp phải vấn đề lớn như vậy, cô bảo tôi làm sao phấn chấn lại ngay được. Tôi là con người chứ bộ, tôi không phải là bóng bay, thổi một cái là phòng đâu. Thì tôi đang giúp anh đó. Trước tiên anh phải có một chỗ chui ra chui vào chứ. Xong thì anh cứ tự khích lệ mình dần thôi. Cô nói cũng có lý. Được rồi, tôi đi trước nha. Điềm Điềm, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Như tôi gọi là đầu tư. Khi nào anh ngóc đầu trở dậy thì trả tôi sao? Phải rồi, tôi về nhà sẽ giúp anh thăm dò thử tình hình của chị tôi. Chúng ta giữ liên lạc nhé. Bye bye. Bye bye. Vào đi. Hôm nay Tà Hiểu Phi đến trường tìm em đó. Anh ấy tìm em làm gì? Tìm em còn làm gì được? Hỏi em làm thế nào để lấy lòng chị, làm thế nào để chị tha thứ thôi. Vậy em nói thế nào? Em chỉ bảo một thằng nghèo như anh thì tiết kiệm sức lực đi. Em nói như vậy thật à? Chị đã chửi anh ta nhu nhược rồi, em chửi anh ta nghèo thì sao? Lần tới nếu Tạ Hiểu Phi còn tìm em thì em đừng mắng anh ấy như vậy nữa. Chị lo con tim yếu đuối của anh ấy không chịu nổi. Anh ta đối xử với chị như vậy, chị còn quan tâm anh ta thế cơ à? Chị cũng chỉ sợ em mắng anh ta có mệnh hệ gì thì chị phải chịu trách nhiệm thôi. Chết vì sĩ diện. Tạ Hiểu Phi, tôi cảm giác chị tôi vẫn quan tâm anh lắm đó. Anh mau hành động đi. Alo, San San. Phi Phi, mấy hôm nay cậu làm gì thế? Sao toàn không có nhà? Một lời khó nói hết. Dì ra gặp nhau tí đi. Được thôi. Được rồi, kiểu cũ nhé. Chào anh Tạ. Cô gọi Hiểu Phi là được rồi. Anh Hiểu Phi, bạn gái anh đâu? Cô ấy. Hai người cãi nhau à? Cũng gần vậy. Nghe kể bạn gái anh cũng làm ở CAEA. Cô cũng biết à? Phải, bạn tôi kể bộ phận đàm phán ở đó nổi tiếng lắm. Cô ấy là chuyên gia đàm phán của bộ phận đàm phán đó. Bảo sao ưu tú như vậy? Chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Cũng có một người, nhưng không so với tôi được, vì tôi ưu tú quá. Người anh ấy nói chắc là chuyện luật sư Tình nhỉ? Thôi vậy, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai người quen nhau. Không biết chừng hai người sẽ trở thành bạn bè thân thiết đó. Được, vậy chúc hai người làm lành sớm nha. Cảm ơn. Cái gì? Gặp được nhau ở Chu Gia Cát. Đúng là nghiệt duyên mà. Vậy cậu nói thế nào? Lung lay gì không? Bây giờ mình chỉ muốn làm cho xong vụ hứa với ba Tạ Hiểu Phi thôi. Chuyện khác thì không còn sức nghĩ, mệt mỏi quá. Vậy thì tốt. Cậu nhất định phải nhớ đó. Quân bội bạc không bao giờ đáng để tha thứ đâu. Có lần đầu sẽ có lần hai. Bọn mình không ai phụ ai hết. Bọn mình chia tay trong hòa bình thôi. Lúc nào rồi cậu còn nói đỡ cho anh ta? Cậu vẫn còn tình cảm với anh ta đúng không? Không ôm hận trong lòng thì là vẫn còn tình cảm hả? Làm ơn đi. Mình là nữ giới độc lập thời đại mới đó. Được rồi, nữ giới độc lập thời đại mới. Mong là cậu đừng có lung lay.
Alo Điềm Điềm, sao vậy? Chị có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Em đừng khóc, có chuyện gì rồi? Tạ Hiểu Phi gặp chuyện rồi. Hiểu Phi bị làm sao vậy? Hiểu Phi bị tai nạn xe rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện, nghiêm trọng lắm. Hai người đang ở bệnh viện nào? Chị đến ngay đây. Chị đến tìm em ngay. Cậu đi đâu vậy? Không cần túi à? Hiểu Phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Bác sĩ gọi điện cho em nói Tạ Hiểu Phi bị tai nạn xe rồi, bị thương nặng lắm. Anh ấy đâu? Ở trong đó. Bác sĩ còn nói gì nữa? Hiểu Phi, Hiểu Phi, sao rồi? Đau lắm phải không? Sao vậy? Làm sao thế này? Hiểu Phi gặp chuyện rồi. Xin lỗi, hình như các cô nhầm người rồi. Đừng khóc nữa, cậu nhìn kìa. Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Anh biết, anh chỉ muốn tạo cơ hội để em tha thứ cho anh mà thôi. Anh không ngờ vụ việc lại thành ra như vậy. Sao anh có thể lôi chuyện này ra đùa được? Phải, có lý. Anh xin thề, từ giờ trở đi anh không bao giờ lừa em nữa. Không có sau này. Em làm gì vậy? Anh chỉ xin em tha thứ cho anh thôi mà. Phải đó chị, đừng giả vờ nữa. Rõ ràng trong lòng vẫn còn anh trễ. Việc gì phải tự làm mình khổ thế? Chị còn chưa nói em đâu. Em thông đồng với anh ấy để lừa chị, đúng không? Em không có lừa chị đâu. Em chỉ muốn chị nhìn rõ nội tâm mình mà thôi. Được rồi, chơi với mấy người cả ngày mình cũng mệt rồi. Cầm túi nè, chúc mấy người hạnh phúc nhé. Đi đây, bye bye. Theo chị về nhà. Anh đi theo làm gì? Anh đưa hai người về nhà đó. Không cần. Chị đừng kiếm chuyện nữa. Con gái không thể nào làm bầu như vậy được đâu. Chị xem anh ấy dắt ngàn ốc để dỗ chị vui. Chị cứ tạm tha cho anh ấy đi mà. Nếu anh ấy thể hiện không tốt, đến lúc đó đá hay sau cũng không muộn mà. Cô nói gì thế hả? Thì đúng còn gì. Giờ tôi mua một cái thìa thôi cũng có thể trả hàng trong lý do trong vòng 7 ngày. Huống hồ là anh. Được, niệm tình cô giúp tôi. Tôi không so đo với cô nữa. Đồng đại tiểu thư, vậy thì mong em chiếu cố nhiều nha. Sớm anh một khi đã bốc hàng rồi thì tuyệt đối không được đổi trả. Anh nói cái gì vậy? Ai bốc hàng? Em bốc xong rồi còn gì? Em không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy. Ngao Tây Tạng, đi, nói với em mấy chuyện. Qua đây, anh. Anh đưa em đi đâu đấy? Anh phải chứng minh cho em thấy anh không phải là con chó buôn. Anh là Ngao Tây Tạng. Vào đi. Anh đưa em đến đây làm gì? Đây là nơi anh đang sinh sống, cũng có thể là nhà của anh sau này. Căn này là phòng của anh. Đồng Phi, anh biết sai rồi. Thực ra hôm đó sau khi làm em tức giận rời nhà Thần Hy, anh đã vô cùng hối hận. Anh còn muốn nhảy xong rồi, em biết không? Rồi sao nữa? Lúc đó anh thực sự rất phiền lòng, nên anh đã bình tâm lại một chút. Sau đó anh thấy nước sông đó hơi lạnh, nên anh đã buông xuôi ý định. Hay, em cười gì? Em biết ngay mà, cái kiểu như anh làm gì có chuyện đi nhảy xong được. Em có biết lúc đó anh buồn thế nào không? Anh chỉ muốn nhảy xuống đó cho xong chuyện. Em biết không vậy, anh thực sự không muốn sống nữa. Nhưng vì nước lạnh quá mà từ bỏ ý định à? Anh chỉ nghĩ là
Em xem, anh đến chết còn không sợ. Thì chút vấn đề và khó khăn bây giờ đáng là gì chứ? Cảnh ngộ nhân sinh sâu sắc nhỉ? Đúng phải không? Em cũng thấy anh trùng sinh rồi phải không? Tạ Hiểu Phi, lần sau anh còn dám làm vậy thử xem. Em yên tâm, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Thực ra anh chỉ muốn cho em biết là anh đã vượt qua rồi thôi. Anh phải xây dựng lại một cuộc sống mới của Tạ Hiểu Phi. Anh đưa em đến đây là để cho em chứng kiến. Anh có thể ở được Manhattan thì cũng có thể ở được trong căn phòng trọ này. Cuối cùng anh đã hiểu tấm lòng của em lúc trước rồi. Điều là anh không tốt. Anh thực sự sẽ không phụ lòng em nữa đâu. Sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu. Tha thứ cho anh nhé. Lần cuối cùng. Nhưng mà anh một mình ở nhà bé thế này có quen không? Ở đây mặc dù không quen lắm, nhưng nếu em mà cân nhắc dọn đến đây ở cùng anh thì chắc chắn anh sẽ cực kỳ quen. Anh mơ đi. Bạn ở ghế của anh. Cô Tư. Chị Đồng Phi, sao chị lại ở đây? Hai người quen nhau à? Cô ấy là cấp dưới của Thiên Vũ. Anh ấy là bạn trai chị à? Bạn trai cái gì? Đây là vợ sắp cưới của tôi. Đừng đùa. Anh ấy ở đây có vấn đề gì mong cô thông cảm nhé. Nếu anh ấy mà làm sai gì thì cứ nhớ kể cho tôi. Chị Đồng Phi, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp chị trong anh ấy. Tôi qua xem anh ấy thế nào đã. Suốt ngày xị mặt làm gì? Em bảo anh cười thế nào được? Đi đâu cũng dính dáng đến tên Tần Thiên Vũ kia. Lại ghen rồi à? Anh nhớ gây dựng tốt quan hệ với tiểu thương đó. Ờ hay, em bảo bạn trai em gây dựng tốt quan hệ với con gái trẻ khác. Em có ý đồ gì vậy? Thích hay không thì tùy. Đằng nào người cô ấy thích cũng là Tần Thiên Vũ, chẳng liên quan đến anh. Vậy cũng phải. Món quà giá trị thế này cơ à? Thật ngại quá. Cậu cái sáo quá. Nên làm mà. Cô chú đưa cái sáo với cháu. Hy vọng cô chú sẽ thích. Phải rồi. Mấy hôm nay Phi Phi đi đâu thế à? Phi Phi à, cô chú cũng không biết. Nó ấy à, đợt vừa rồi mới nghỉ việc ở công ty, mấy hôm nay lại không thấy bóng dáng nữa. Cô và chú nó bị nó hành mệt muốn chết. Thực ra cháu cũng có nghe kể chuyện cô ấy nghỉ việc rồi. Cháu thực sự rất lo cho cô ấy. Thiên Vũ à, Đồng Phi thôi việc liên quan đến Tạ Hiểu Phi phải không? Phải. Giả lại lần này còn rất rắc rối. Đồng Phi vì anh ta mà động chạm tới không ít người. Chú Thiếm, sao cậu lại đến đây nữa vậy? Đến đây làm gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vi Vi à, cháu bị cậu ta hại vẫn chưa đủ hả? Nếu chú đang nghĩ chuyện cháu nghỉ việc thì đó là quyết định riêng của cháu, không liên quan đến người khác. Nhưng vừa rồi Thiên Vũ nói. Thiên Vũ nói hả? Thiên Vũ, anh đến có việc gì sao? Anh đến lấy thực phẩm chức năng cho cô chú. Anh còn có việc. Anh đi trước đây. Thiên Vũ, không ăn cơm à? Ăn cơm xong rồi hẳn về. Thôi ạ, khi nào rảnh cho tới thăm sao ạ? Cô chú, tạm biệt.
tôi thực sự không biết nên nói xin lỗi hay cảm ơn anh đây. Lúc trước là ai bảo tôi dùng số ảnh đó để thuyết phục Đồng Phi chia tay anh? Phải, là tôi. Nhưng lôi tôi một hồi, tôi lại thành loại tiểu nhân đâm sau lưng anh. Còn anh, tình cảm giữa anh và Đồng Phi thì càng ngày càng kháng khích nhỉ? Ta hiểu Phi, tuy chúng ta là tình địch nhưng vẫn phải tôn trọng lẫn nhau chứ. Bây giờ tôi đã hiểu, tôi trúng kế anh rồi. Ta hiểu Phi, tôi có thể nào cũng không tới mức bị ổ như vậy chứ. Được rồi, được rồi. Tóm lại giờ tôi nói gì cũng vô ích. Anh cũng không muốn nghe. Tôi chỉ nói với anh một điểm. Ta hiểu Phi tôi, quyết không để Đồng Phi phải buồn thêm nữa. Tôi đảm bảo với anh. Anh nghe nè, ngày nào Đồng Phi còn chưa kết hôn với anh thì ngày đó tôi vẫn không từ bỏ. Nè, sao anh phải khổ vậy? Anh xem anh, điều kiện kinh tế thì tốt, còn lắm tiền phải không? Vừa cao vừa đẹp trai, bên ngoài có bao nhiêu là gái đẹp, anh vơ đại một cái là có cả nắm. Sao anh cứ phải bám lấy Đồng Phi nhà tôi? Xuống xe. Tôi vẫn muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa. Chúng ta lái xe đi hóng mát chút đi. Cút. Được rồi, được rồi. Tôi cút được chưa? Lúc anh lái xe đừng có nghĩ chuyện này mãi. Nếu không, cút. Anh hiểu Phi và chị Đồng Phi làm lành rồi. Luật sư Tần mà biết, có phải sẽ lại buồn lòng không? Không được, mình phải đi an ủi anh ấy chút. Chắc anh ấy phải buồn nhiều lắm. Alo, luật sư Tần ạ. Cút, các người cút hết cho tôi. Alo. Alo. Luật sư Tần, anh sao vậy? Nào, uống rượu. Đừng uống nữa, rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi phải uống. Uống say rồi, uống chết rồi càng tốt. Anh đừng uống nữa, mai còn phải đi làm mà. Tại sao? Tại sao cô ấy lại không thích tôi? Tôi có điểm nào không bằng Tạ Hiểu Phi? Tại sao? Luật sư Tần, anh đừng dậy nữa. Nghe tôi nói, anh thực sự rất ưu tú. Thật mà. Vì Phi, tại sao em lại không thích anh? Tại sao em lại không thích anh? Nào, chúng ta uống rượu. Luật sư Tần, anh đừng uống nữa. Nếu anh thực sự muốn uống thì tôi đưa anh đến một nơi. Nơi nào chứ? Anh đi theo tôi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Luật sư Tần, ở đây hơi tối, anh đi chậm thôi nhé. Cô chắc chắn muốn lên sao? Tất nhiên rồi, đây là căn cứ địa bí mật của tôi đó. Hay anh nhịn giờ chút đi.
Khoan đã, cứ để tôi soi đường cho cô đi. Cô đi theo tôi. Được rồi.